Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của ThinkPro. Mình là Hoàng và đây là hộp của chiếc HP Pavilion 14 Plus, một chiếc máy thuộc phân khúc cận cao cấp dành cho các bạn dân văn phòng. Và chiếc máy này có những cái ưu điểm như là mỏng nhẹ này, thiết kế trông nền nã, tinh tế. Ngoài ra HP cũng không đánh đổi sự mỏng nhẹ để lấy bớt đi các cái hệ thống có kết nối đâu, bởi vì chiếc máy này có rất đầy đủ để phục vụ các bạn dân văn phòng cực kỳ tốt. Vậy thì cụ thể như thế nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu bài mở hộp nhé. Nhưng mà trước tiên thì mình muốn nói với các bạn là hãy nhìn vào cái dòng chữ refurbish này, bởi vì cái dòng chữ này sẽ khiến cho chiếc máy này có giá tốt hơn rất nhiều. Các bạn hãy check giá tại đường link mình đính kèm ở phần mô tả và bình luận của video để biết thêm thông tin chi tiết nhé. Rồi, bắt đầu thôi. Đầu tiên, mình muốn gửi đến các bạn các cái thông số cấu hình của em nó trước đã. Em nó chạy con chip là AMD Ryzen 7 7840U. Và con chip AMD thì mình vẫn có thiện cảm với những con chip từ đội đỏ, bởi vì mình có cảm giác là nó rẻ hơn. Và khi mà mua con chip AMD thì mình sẽ hời hơn ấy, mình có cảm giác là như thế. Nên là nha, rất là có cảm tình với AMD nhá, chứ cũng không phải là ghét bỏ gì đâu các bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ có màn hình 14 inch 2.8K OLED. Màn hình này rất là ngon đấy. SSD 512GB. Cái này mình đoán là có thể nâng cấp này, chúng ta sẽ cùng khám phá sau nhé. 16GB RAM, hàn chết trong bo mạch, không thể nâng cấp. Pin 4 cell, lithium, sạc 65W. Bàn phím có đèn nền, webcam. Và chúng ta có Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ có đây một củ sạc. Củ sạc 65W. Rất nhỏ gọn và trông nó cũng tối giản, cơ bản là thôi. Và đầu sạc Type-C, ổ cắm điện, 3 chấu. Rồi, cùng đến với nhân vật chính của chúng ta, là chiếc HP Pavilion 14 Plus. Wow. Rồi, chúng ta có thể thấy ở đây một thiết kế rất tối giản, nhã nhặn và không kém phần tinh tế. Cái lớp vỏ này, màu sắc xám bạc này cũng khiến cho nó nổi bật hẳn và trông nó rất là sạch sẽ, đúng không ạ? Trông nó rất là sáng ấy. Wow, logo HP mới cực kỳ đẹp, mang tính thời trang hơn rất nhiều. Và ở dưới gáy máy thì chúng ta sẽ thấy logo Pavilion ở đây. Về kích thước, chiếc máy này dày 1.75cm và nặng 1.38kg. Nói chung là nó xem với MacBook Pro 14 inch, nên là đảm bảo tiêu chí về độ mỏng nhẹ. Tiếp theo, để mình test flex cho các bạn nhé. Mặt A, flex khá nhiều. Cái độ flex này nó tương đương với dòng Dell Inspiron. Ok. Mặt D thì sao? Cũng flex khá nhiều đấy, tương tự Dell Inspiron luôn. Chưa được quá là cứng đâu các bạn. Còn mặt C thì sao? Chúng ta sẽ mở ra luôn các bạn nhỉ. Ok. Sẽ mở được bằng một tay không nhá? Đây. Có thể mở được bằng một tay nhá các bạn. Đó, và góc mở tối đa sẽ là như này. Không thể mở 180 độ đâu. Đấy, đến ngưỡng này thôi là hết cỡ rồi. Wow. Cái thứ là mình thực sự ấn tượng đầu tiên ở đây là logo B&O. Cái này cũng một phần hơi chủ quan một tí. Đấy là mình đang sử dụng một cái tai nghe của B&O, rất là yêu cái thương hiệu này. Nên là logo B&O ở đây mình rất là muốn khám phá xem là chất lượng loa ngoài của chiếc máy này có hay, hay là đây chỉ là quảng cáo mà thôi. Đấy, nên hãy cùng mình khám phá trong video đánh giá chi tiết sau nhé. Ok. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ nhìn vào cái hệ thống bàn phím này. Nó rất là dành cho các bạn dân văn phòng luôn đấy, bởi vì nó có phím Home này, Page Up, Page Down, End. Cái này rất là có lợi cho các bạn làm văn phòng. Trong khi với những chiếc máy khác, với những cái layout thông thường các bạn nhìn thấy ấy, thì nó sẽ chỉ dừng lại ở như này thôi. Trang phím này đi. Đó, và HP cho chúng ta những cụm phím chức năng này rất là hữu ích trong công việc văn phòng. Tiếp theo chúng ta có thể thấy là triết lý thiết kế rất đồng nhất với mặt A, mặt D và rất đồng nhất với cái ngôn ngữ tổng thể của chiếc máy này, bởi vì trông nó cũng vẫn rất là nền nã ở cái mặt C này, cực kỳ tối giản. Bàn phím được hõm sâu xuống một chút này để những cái phím này nó không in hẳn lên cái màn hình của chúng ta. Và những cái con chữ ở đây, phông chữ trông cũng rất là tinh tế. Pavilion, Biển Đông, sắp xếp rất là đẹp. Gỡ hai cái tem này ra thì cái phần mặt C này đúng là miễn chê các bạn. Touchpad thì to, rộng,
di chuột, khá là mượt. Và đây cũng chỉ là touchpad truyền thống mà thôi, chứ chưa phải là cơ chế haptic touch. Nên là các bạn click trên này sẽ không click được nhé, không thể click được. Ấn rất mạnh, rất mạnh. Đó. Tiếp theo chúng ta có thể thấy rằng là chiếc máy này có lẫy che cam vật lý này. Đó, và viền màn hình thì được làm từ nhựa mà thôi, cái này thì mình chưa thích lắm. Năm sau đổi thành mặt kính thì trông nó sẽ sang trọng hơn rất nhiều, giống như chiếc HP Envy thì trông sẽ thích mắt hơn và trông sẽ cao cấp hơn. Đó, còn viền nhựa nhựa như này thì mình chưa thích lắm, mặc dù đây là một chất liệu nhựa mình phải đánh giá là rất cao cấp nha các bạn. Sờ vào rất là nhẵn tay, rất là mướt. Đó, logo HP ở đây quen thuộc rồi đúng không, giống HP Envy. Bản lề này có cơ chế Ego Lift các bạn này, nó sẽ giúp nâng máy lên một góc vừa đủ để hỗ trợ cái tản nhiệt ở dưới này. Đó, nâng máy như này thì gõ phím nó sẽ sướng hơn, bởi vì bàn phím nó cao lên một góc tương đối mà. Rồi, mình sẽ gõ thử cho các bạn nhé. Nhìn chung là bấm rất là êm mượt, với một cái lực nhấn rất là nhẹ thôi là phím đã lún xuống rồi. Là gõ trên đây mình cảm giác rất thoải mái, rất là chill, thư giãn. Đó, và chắc chắn là các bạn gõ lâu sẽ không bị mỏi tay trên hệ thống bàn phím này. Rồi, và cuối cùng mình sẽ nói về hệ thống kết nối của chiếc máy này. Mình nói nó phù hợp cho dân văn phòng cực kỳ luôn, bởi vì nó rất đầy đủ các bạn. Bên cạnh phải chúng ta sẽ có một cổng USB, một cổng HDMI 2.1 và hai cổng Thunderbolt USB-C đấy. Đấy, USB-C 4.0 nếu mà bên nhà AMD thì gọi là như thế. Và bên cạnh trái chúng ta sẽ có một cổng USB nữa và một jack combo 3.5mm. Đó, và nó không phù hợp với đối tượng là người dùng media, bởi vì chúng ta không hề có một cái đầu đọc thẻ nhớ nào ở đây hết. Đây là chiếc máy này đặc quyền cho các bạn dân văn phòng xài thì đúng là rất là sướng. À, mặt trên này rất là clean nhé. Loa không được bố trí ở trên này mà được rời xuống mặt đáy hai bên đây, thì các bạn có thấy. Rồi, và đó là bài unbox và trên tay nhanh, chia sẻ nhanh về chiếc HP Pavilion 14 Plus của mình. Và các bạn nghĩ sao về chiếc máy này, hãy để lại ý kiến dưới phần comment để chúng ta có thể cùng nhau bàn bạc nhé. Và những thông tin chi tiết cũng như những cái đánh giá chi tiết nhất về chiếc máy này thì mình sẽ nói rất là cụ thể trong video review chi tiết sẽ được đăng ít ngày sau. Và cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi tới cuối video. Hãy click vào đường link mình đính kèm ở phần mô tả và bình luận của video để cập nhật giá bán mới nhất của em nó. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye for now. Mình phải đi khởi động em nó và cài hết drive xuống đã. Tạm biệt nhá.